Xin chào thầy và tất cả các bạn. Mình tên là Đoàn Phúc, mã số sinh viên là 14119042. Thì hôm nay mình làm một cái video này về mặt mô phỏng chạy LED 32 LED đơn trên Rotate. Thì ở trong cái mặt mô phỏng này thì mình sử dụng con điều khiển đó là con 18F4550 và hai con IC chốt đó là 573 và bốn thanh ghi dịch là 595. Thì ở trên con IC chốt 4550 này thì mình sử dụng chân bọc D của nó để kết nối với lại hai con IC chốt. Và chân SCK này là chân tạo xung lốc, còn chân SDO này là chân truyền dữ liệu nối tiếp. Về là còn hai con IC chốt này thì sử dụng các chân từ D2 tới D7 để kết nối với lại chân dữ liệu từ bên con bit là từ RD2 tới RD7, còn RD0, RD1 trên con bit này thì mình kết nối với lại chân RD trên chân LE của hai con IC chốt này. Thì cái chân LE này thì có tác dụng là điều khiển ngõ vào, còn chân OE của hai con IC chốt này thì luôn luôn được để ở tích cực mức thấp là cho phép truyền dữ liệu đi. Ở cái con IC chốt thứ hai này thì mình cho hai ngõ ra, đó là Q2 và Q3. Thì ở cái chân Q3 này là G32 này thì nó có tác dụng là cho phép truyền dữ liệu, còn chân RCK này là chân tạo xung giúp nạp dữ liệu song song từ cái con thanh ghi trượt này tới 32 led đơn để điều khiển. Đây thì các thanh ghi dịch này thì nó các chân của nó thì được kết nối với lại chân SCK là chân tạo xung lốc của con bit và chân truyền dữ liệu của bit được kết nối với lại chân DS. Còn chân RCK 32 thì được kết nối với lại chân STCB của mỗi con thanh ghi dịch này. Thì nó nhận dữ liệu từ cái chân RC32 này từ cái con IC chốt này, còn song song với nó thì nó đồng thời được cái chân G32 này cho phép truyền dữ liệu đi, thì nó sẽ có dữ liệu để xử lý và xuất dữ liệu để hiển thị LED. Đây là cái mạch mình đã kết nối sẵn ở đây. Còn đây là mỗi con LED thì mình kết nối với nó là một cái điện trở 220V để cho nó sáng ổn định. Và sau đây là mình xin nạp một phần mềm để chạy thử cho nó. Ở đây mình có phần mềm sẵn đây. Là phần mềm chạy LED từ chớp tắt LED. Phần mềm mà chạy LED từ ngoài vô trong, xong đó là tắt dần. Thì như code là đã thấy là bước đầu là mình khai báo thư viện cho nó, rồi sau đó là khai báo biến là dịch trái, dịch phải và biến y. Vào chương trình chính Voiman thì cho nó vào vòng lặp while true. Thì bước đầu tiên là đưa nó vô vào vòng lặp for này, thì mình gọi tên cái thư viện này là suất 32 led đơn 2 word là dịch trái. Cái này là dùng để là dịch cho 16 led, là ở đây là tương ứng với lại là dịch trái là điều khiển 16 led và dịch phải là điều khiển 16 led. Thì ở cái dịch trái này thì mình cho phép nó là sáng, cho nó là sáng dần từ ngoài vô trong, là từ phía trái qua phải, còn dịch phải này thì là cho nó sáng dần từ phải qua trái. Rồi tiếp theo là vòng một for thứ hai này là dùng để tắt dần, là mình cho cái lệnh này là cho phép nó là tắt dần từ trái qua phải, còn lệnh này là cho nó phép nó tắt dần từ phải qua trái. Sau đây mình nạp code cho nó.
bạn đã thấy ra đó là nó sáng dần 16 con led đầu này thì nó sáng dần từ ngoài vô là từ trái qua phải, còn 16 con led phía bên đây thì nó sáng từ phải qua trái, sau đó là nó tắt dần vô. Rồi sau đây mình xin kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.